Xin kính chào quý vị và các bạn đam mê yêu quý bộ môn chế cổ Tây Nguyên. Hôm nay em Huy thương hiệu Đinh Linh Tây Nguyên giới thiệu cả nhà mình hai chiếc ghế gốm cây mai xinh đẹp tam lăng nhị hạt, hay còn gọi là tam lăng nhị hồng. Chế này nhiều anh em cho rằng là gốm cây mai, và một số anh em bảo là gốm cuối cây mai đầu lễ thiêu nha cả nhà. Mình xin review cận cảnh cập chế xinh đẹp đánh cấp này để anh em cùng thưởng thức. Đầu like, mượn cái livestream này chúc cả nhà sức khỏe, bình an và hạnh phúc. Kính mời cả nhà cùng quan tâm theo dõi. Dòng này rất đẹp cho cả nhà. Hiện nay là dòng này là một trong những dòng chế được ưa chuộng nhất các đại gia ở Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hà Nội, Đà Nẵng. Nói chung là cả nước rất là ưa chuộng ở dòng chế này. Ở gốm cây mai, chậu cây mai, đô cây mai cũng rất là chuộng. Đây, đây là lăng và tam lăng nhị phụng, hay là nhị hạt này. Xéo tay nha cả nhà. Chú chế này là mình sưu tầm ở Lạc Dương, Lâm Đồng. Mình xin review chú chế thứ hai để cả nhà mình cùng chiêm ngưỡng. Chú chế thứ hai nó có đặc biệt là nó có nu nha cả nhà, nó có nu có ủ lên, nhìn rất là thần thái. Kính mời cả nhà quan tâm theo dõi. Đây là mình xin review chú chế thứ hai. Hãy nhìn thấy này, có những cái nu này đó, mình gõ này cả nhà, men bấm khỏe này, men rất là đẹp. Đây phụng này, cái men này là có một số anh em á bảo là người ta sử dụng tro rơm này, tro củi này, vỏ cây này, đồng thời sử dụng vôi này, và cái mễ những chai bia của Pháp cả nhà, và một số công thức khác nữa để người ta làm cái men gốm cây mai. Đồng thời họ có nghe là các vị sư huynh sư phụ bảo là gốm cây mai này họ có những trổ đồng thêm nữa này. Mình có chế là đổi màu, đỡ một sáng là nó màu khác, một tối màu khác, trời nắng màu khác, và trời ấm u màu khác, tứ lên màu khác. Lúc nào mà cái gì thì mình sẽ review cho cả nhà mình để mà mình nghiên cứu thêm. Đây, rất là thần thái, sắc nét này, tinh tế luôn. Cái này rất là rõ nét cho cả nhà. Trên miệng này có những cái vết và thời gian. Cảm ơn cả nhà đã quan tâm theo dõi. Chúc cả nhà mình sức khỏe, bình an và hạnh phúc. Cả nhà mình ủng hộ và được thương hiệu Đinh Linh Tây Nguyên thì alo em Huy 0935 029 429 hoặc 0844 029 029. Bên em cung cấp các sản phẩm Đinh Linh Tây Nguyên, sâm của người Việt, món quà ý nghĩa cho người thân thương, sâm ngọc linh, ba kích tím, khởi dương tửu, đặc biệt có món Amakong, khe phát lào, đó là thương hiệu nổi tiếng của Tây Nguyên đại ngàn, công dụng là bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lực, đồng thời hỗ trợ cái xương khớp rất tốt. Xin chào cả nhà và hẹn gặp lại.